Thấy vợ đau bụng dữ dội khi đang mang thai con thứ hai, anh Cao Quy sinh năm 1996, trú tại Buôn Pờ Lơi, Apa ơi Hà Trông, xã Chư Mố, huyện Yapa, tỉnh Gia Lai, đã đưa đến trung tâm y tế thị xã Ayunpa để thăm khám. Tại đây, sau khi siêu âm, các nhân viên y tế cho rằng thai nhi vẫn bình thường, nhưng cổ tử cung chưa mở. Thai phụ N.H. sinh năm 1995, vợ anh Quy, chưa sinh được nên hướng dẫn người nhà đưa về theo dõi thêm. Tuy nhiên, thấy vợ vẫn đau quản quại, anh Quy không thể đưa về nhà mà để vợ nằm lại khoa sản đồng thời anh mong muốn các bác sĩ cho vợ mình được mổ để lấy thai vì trước đó vợ anh đã mổ đẻ lần một nhưng các y bác sĩ không thực hiện sau nhiều giờ chống chọi với cơn đau vợ anh quy bị ngất đi các nhân viên y tế mới đưa sản phụ đi siêu âm thì phát hiện thai nhi đã tử vong trong bụng mẹ gia đình anh quy cho rằng việc thai nhi tử vong là do sự tắc trách của các y bác sĩ nên đề nghị trung tâm y tế thị xã ayunpa kiểm tra làm rõ Hiện Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, ông Lý Minh Thái, đã có văn bản đề nghị Trung tâm Y tế thị xã Ayunpa báo cáo tình hình vụ việc. Theo đó, Sở Y tế yêu cầu lãnh đạo Trung tâm Y tế thị xã Ayunpa khẩn trương họp hội đồng chuyên môn, tiến hành kiểm tra đánh giá nguyên nhân và báo cáo kết quả về Sở Y tế trước 11 giờ ngày 11 tháng 3. Tỷ lệ sinh mổ có xu hướng ngày càng tăng tại Việt Nam, bên cạnh những trường hợp liên quan tới nguyên nhân y khoa, còn có rất nhiều trường hợp sinh mổ theo yêu cầu. Tuy nhiên nên nhớ rằng phương pháp này chỉ thực sự cần thiết nếu mẹ hoặc thai có một số vấn đề trước và trong thời gian sinh nở. Khi nào nên chọn phương pháp đẻ mổ? Quá trình sinh thường, sinh theo đường âm đạo là hiện tượng sinh lý tự nhiên của người phụ nữ mang thai khi đến ngày thai nhi đủ tháng chuyển dạ. Vì vậy không có lý do gì mà chúng ta không theo hiện tượng sinh lý. Mổ lấy thai là một phẫu thuật ngoại khoa được chỉ định một khi quá trình chuyển dạ sinh không thể tiến triển hoặc có vấn đề đe dọa tính mạng mẹ và thai nhi mà phải chấm dứt thai kỳ sớm. Theo khuyến nghị của các chuyên gia y tế, mổ đẻ chỉ nên tiến hành trong những trường hợp bắt buộc do không thể đẻ thường. Nói chung, mổ lấy thai nhi được chỉ định trong các trường hợp sau đây. Về phía sản phụ, xương chậu hẹp, dị hình hoặc thai nhi quá lớn trên 4.000g, trong khi xương chậu quá nhỏ, bất tương xứng giữa thai nhi và khung chậu người mẹ, mang nhiều thai một lúc. Tử cung có dấu hiệu vỡ, cơn co thắt tử cung yếu khiến quá trình sinh sản kéo dài, mặc dù dùng nhiều biện pháp xử lý vẫn không có hiệu quả. Xuất huyết nhiều trước khi sinh. Thai phụ sinh lần 1 trên 35 tuổi, thai phụ mắc hội chứng cao huyết áp nặng và vừa, từng chữa trị mà không khỏi. Thai phụ bị bệnh tim khi mang thai, có tiền sử khó đẻ, có tiền lệ về phẫu thuật, từng mổ tử cung, các vết không mổ phẫu thuật không tốt sau khi mổ bị viêm nhiễm về phía thai nhi, thai nhi bị ngạt trong tử cung, suy thai qua chữa trị mà vẫn vô hiệu. Thai nhi trong bụng mẹ thiếu oxy, dây rốn bị đứt sớm, tim thai không tốt, chức năng của nhau thai giảm khiến thai nhi phát triển chậm trong tử cung, mang thai quá lâu mà chưa có dấu hiệu đau đẻ, trên 42 tuần. Vị trí của thai nhi không đúng, ngôi thai bất thường như ngôi ngang, ngôi ngược, ngôi thai khác thường như thế nằm ngang, thế cằm sau ngôi đầu, không thể sinh ra thông qua âm đạo, ngôi mông lần sinh đầu. Một số trường hợp mổ lấy thai không có chỉ định trước, quá trình chuyển dạ chậm và khó khăn hoặc bị ngừng hoàn toàn, bé có các dấu hiệu suy thai như nhịp tim thai quá nhanh hoặc chậm, bé có kích thước quá to, mẹ không thể sinh thường, các vấn đề liên quan tới nhau thai, nhau tiền đạo, những nguyên nhân băng huyết cho phụ sản nếu sinh thường và những lý do khác như mẹ có tiền sử sản khoa nặng nề, thai chết lưu nhiều lần, thai chết lưu trước chuyển dạ. Vậy biến chứng nào có thể xảy ra? Đối với mẹ, biến cố do phẫu thuật như gây tổn thương các cơ quan lân cận bằng quang ruột do bằng quang tử cung do bằng quang âm đạo chảy máu do chạm phải động mạch tử cung chảy máu do rách thêm đoạn dưới nhiễm trùng có thể bị nhiễm trùng vết mổ tiết niệu viêm phổi thường gặp là nhiễm trùng vết mổ nhiễm trùng ối gây viêm phúc mạc có thể dẫn đến cắt tử cung trong thời gian hậu phẫu dính ruột tắc ruột tắc ống dẫn chứng gây vô sinh thứ phát lạc nội mạc tử cung sẹo trên thân tử cung có thể bị nứt trong những lần có thai sau nứt khi chưa vào chuyển dạ hoặc khi đã vào chuyển dạ đối với bé thai nhi có thể bị ảnh hưởng bởi thuốc mê bị chạm thương trong khi phẫu thuật hít phải nước ối suy hô hấp cấp tính sơ sinh khi chưa có yếu tố chuyển dạ chưa tiết ra các nội tiết tố sản xuất và phóng thích su phát tan gây bệnh màng trong không tái hấp thu dịch phổi qua hệ bạch huyết phổi nên có lượng dịch trong phổi cao